Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lạnh và thậm chí là rét là cảm nhận của người dân thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như toàn bộ khu vực Bắc Bộ trong sáng nay. Dưới tác động của những đợt gió đông bắc tràn về kết hợp cùng mưa xuất hiện rải rác khiến nhiệt độ tại đây giảm thấp, chỉ phổ biến quanh mức 19 đến 21 độ. Những nơi vùng núi còn dưới 18 độ, đây được xem là mức nhiệt thấp nhất tại miền Bắc từ đầu mùa cho tới nay. Đến trưa chiều, khi nằm trọn trong khối không khí lạnh có bản chất khô thì mưa sẽ giảm nhanh tại đây, trời có nắng trở lại. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp và cảm giác hanh khô xuất hiện. Do trời có nắng nên nhiệt độ trưa chiều tăng lên, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ, phía Tây sẽ cao hơn khoảng 1-2 độ. Tuy nhiên, khi về đêm, nhiệt độ lại hạ thấp xuống mức là 21 độ, trời lạnh ở đồng bằng và rét ở vùng núi. Mọi người chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe trước những đợt lạnh đầu mùa. Đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi và kéo dài cho tới cả Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và dông trong hôm nay. Trong đó, các tỉnh Trung Trung Bộ như là Quảng Bình, Quảng Trị hay là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi khả năng còn có mưa vừa đến mưa to. Người dân đề phòng lũ quét cũng như sạt lở đất có thể xuất hiện tại khu vực đồi núi hoặc là ven sông suối. Do trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày nên nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Về đêm và sáng sớm, trời lạnh ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Riêng các tỉnh thành phía Nam của Nam Trung Bộ, từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, nhiệt độ trưa chiều sẽ cao hơn các tỉnh phía Bắc nhưng cũng có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày qua, phổ biến dưới mức 31 độ. Với các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến trưa chiều, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ ở khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành Nam Bộ dao động từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, về chiều, tại đây vẫn cần phải cảnh giác với những cơn mưa dông xuất hiện rải rác. Vùng mưa tập trung nhiều ở các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Mưa tại các tỉnh thành phía Nam không đều về diện và lượng. Tuy nhiên, do mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều, nên tiếp tục cảnh báo với bà con về nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con, một vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông từ hôm qua và trong hôm nay sẽ có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó sẽ hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ của nước ta vào những ngày cuối tháng 10 này. Diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới sau là áp thấp nhiệt đới còn phức tạp nên mọi người chú ý cập nhật liên tục những diễn biến mới nhất để có phương án đề phòng. Còn hiện giờ, do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và tác động của gió mùa Đông Bắc nên hầu khắp các vùng biển đều có mưa. Tình trạng biển động xuất hiện trên Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa nhanh nhưng trời còn rét về đêm và sáng sớm. Trung Bộ còn có mưa trên diện rộng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.